Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. xin cảm ơn quý khán giả và tiếp tục giữ băng tiếng giữ băng tầng của đài truyền hình SPTN tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay thưa quý vị à, cách đây mười mấy tiếng đồng hồ sau khi cái uh, đoạn phỏng vấn giữa nhà báo Pierce Morgan với tổng thống Donald Trump được phát ra thì bên Việt Nam các cơ các tờ báo lớn Việt Nam những tờ báo lề đảng đã, đã ảo ạt đưa ra cái tin về cái cuộc phỏng vấn đó với những cái tựa đề rất là uh, nổi bật như là Tổng thống Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam và kể là cái cuộc những gì mà ông trả lời về cuộc chiến Việt Nam trong cái bài phỏng vấn đó mà chúng tôi và anh Đỗ Dũng đã tường thuật đến cho quý vị và bên phía Việt Nam lúc trong một cái tờ báo họ đăng cái lời à, bình luận như thế này. Sau khi mà tường thuật là Tổng thống Donald Trump không ủng hộ cuộc chiến Việt Nam thì họ viết là câu trả lời của Tổng thống Trump phần nào phản ánh quan điểm của người dân Mỹ đối với cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam vào thập niên 1960 và 1970. Thì thưa anh Dũng nghĩ sao trong cái sự kiện này đối với chúng ta và những quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng ở tại uh, chiến trường Việt Nam. Đó là cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ dân chủ tự do. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump lại trả lời một cái quan điểm khác. Phải chăng tả và hữu đối với nước Mỹ nó không giống như chúng, như chúng ta nghĩ? Uh, nó no đúng là như vậy chúng ta phải nhớ một cái điều là nước nào cũng vậy không chỉ nước mỹ quyền lợi vẫn là trên hết và trong khi mà vì quyền lợi thì họ sẽ bỏ qua chuyện khác và đây không phải lần đầu tiên một tổng thống hoa kỳ nói đến cái chuyện này trước đây tổng thống bút con cũng đã từng nói rằng quân đội việt nam cộng hòa đánh thua quân đội iraq khi mà mỹ đưa quân về iraq anh có nhớ vụ đó không chắc dạ vâng anh nói lớn lên tôi có nhớ hay không Rất nhớ dạ thì lúc đó tôi nhớ rằng là có một số uh, cụ cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đưa cái thông cáo báo chí ra vân vân nói là ô tổng thống bút con bị gài trong cuộc phỏng vấn nói không có chính xác vân vân chuyện đó chúng ta khoan biết nhưng mà đó là không phải đó là lần đầu tiên tôi nghe tổng thống Cộng Hòa nói và kỳ này tổng thống Donald Trump thì nói nó mức độ rộng hơn đó, là nói cả cuộc kiến luôn thì nó tạo ra cho chúng ta khi Long hỏi là trái phải ấy, cái này nó không phải là 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 nó khác mà nó ngược nữa thường thường trong cộng đồng Việt Nam ta cứ mô tưởng là mấy ông tổng thống cộng hòa là đứng người phe chúng ta hoặc là hiếu chiến ủng hộ phải không bảo mấy ông dân chủ là cầu và đảng con lừa là uh, hay chống chiến tranh này kia vân thì đúng là mấy ông con lừa cũng chống chiến tranh đấy nhưng mà mấy ông cộng hòa là, là mấy ông hai ông này là đâm sau lưng chiến sĩ được chưa nói vậy có, có có, có gì sai không nói chung là bốn cả bốn ông cả cái là mấy ông theo ông ông, ông Clinton cũng cho lính này ông Obama thì không đi lính này thấy chưa đó thì có thể nói là cái kiểu đó bốn cả bốn ông tổng thống này so là bốn ông gần nhất không? ông Bush thì nhắc lại quý vị là có đi lính Mỹ nhưng mà đi National Guard không đi ra nước ngoài đó. mà cái đó còn gây tranh cãi là hồi đó tại sao được đi phi công một cái tiểu bang sợ đó, đó là bây giờ tạm thời chúng ta nói hết. bây giờ cả bốn ông này nó đều khác đó. hai ông thì bị nói là chống chiến tranh còn hai ông thì bị bây giờ là đâm sau lưng chiến sĩ thì nói chung là gì quyền lợi hết quyền lợi nước Mỹ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nước Mỹ ủng hộ gì cả và ngày hôm nay nó thấy rõ là tại sao ông ông Donald Trump ông khen ngợi Việt Nam là bởi Việt Nam đang có lợi làm lợi cho ông. Ngay anh Long có nói câu là tại sao Venezuela lại khác? Tại Venezuela không có lợi làm cho lợi. Ngay cả cái nước nào mà có dân chủ chăng nữa mà không có làm lợi cho Mỹ, Mỹ vẫn chỉ trích như thường. Và nước nào độc tài chăng nữa mà có lợi cho Mỹ, Mỹ vẫn khen. Đó là chuyện đương nhiên mà không phải chỉ Mỹ không mà tất cả chúng ta trên đời đều là như vậy hết. Chúng ta phải nói thật lòng ra là như thế. Không? Và nếu chúng ta theo dõi cái tình hình mà quan hệ Việt-Mỹ trong những ngày qua, nó thấy là kinh hoàng luôn. không? kinh hoàng luôn Mới đây nhất là hồi đầu tháng Ông Patrick Shanahan Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ Quyền Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ gặp ông Ngô Xuân Lịch Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Hứa rồi chúng tôi sẽ giúp cho mấy anh tổ chức Thượng đỉnh ASEAN Rồi tôi sẽ sang thăm à, Tôi sang, sang thăm chính thức vào năm tới khi ông làm chủ tịch Vài ngày sau Đúng một ngày sau Hai ngày sau thì đúng hơn Tòa đại sứ Mỹ đăng là khoe là mới đào tạo hai phi công Việt Nam mà theo tiêu chuẩn Mỹ đứng trước ông phi công Mỹ hai ông phi công Việt Nam đứng hai bên để mà mốt lái cái máy bay T6 mà Mỹ sẽ bán cho Việt Nam để huấn luyện rồi cũng trong ngày hôm đó luôn Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là bán 6 máy bay gọi là không người lái Scan Eagle của hãng Boeing chế tạo cái hãng Institute hãng nhỏ Boeing chế tạo trị giá gần 10 triệu đô la cái loại mà bay 4.000 mét đó là bay trong 24 giờ đồng hồ có là có thể mà nghĩa là nó nặng 24 kg là giống như đồ chơi vậy đó để mà do thám và chúng ta thấy là rồi hôm nọ ông phạm bình minh đi sang mỹ nữa gặp một cái ông gì phó chủ tịch tập đoàn aes tập đoàn mà chuyên lắp ráp các nhà máy điện công ty đó nằm trong fortune 500 của mỹ trị giá 11 tỷ đô la có tài sản 30 tỷ đô la chúng coi và có nhà máy phát điện ở tại lắp ráp tại 15 quốc gia thì điều đó cho thấy là có thể Việt Nam đang định mua luôn cả nhà máy phát điện của Mỹ để làm giảm bớt cái thâm thủng mậu dịch. Rồi cũng trong cái ngày 23 tháng 5, ông Phạm Bình Minh đi qua bên Mỹ gặp ông M. St. Eugene, ông Steve Mnuchin Bộ trưởng Tài chính Việt Nam thoát khỏi cái chỗ là không bị rơi vào danh sách các nước phá giá đồng tiền, thành ra Việt Nam sẽ không bị đánh thuế hàng khi nhập cả vào Mỹ nữa. Đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy mà ông Trump, ông thích Việt Nam là cái chỗ đó, không? Chưa bao giờ tổng thống Mỹ ngay năm đầu tiên đi thăm Việt Nam. Rồi năm ngoái chúng ta thấy đến thượng đỉnh Hà Nội ông ca ngợi Việt Nam quá trời luôn trước khi lên máy bay rời vị trường nội bài và ca ngợi nữa. Thì cái này nó cho thấy một cái điều là Trong lịch sử nó không có chữ nếu Như tôi nói Nhưng mà cái câu của ông Trump Ông nói có vẻ hàm ý ông bảo bây giờ là Cánh Việt Nam làm ăn khấm khá Mà rất là giỏi trong vấn đề mà thương thuyết và thương mại Ông gọi là Poodle Negotiator Chứ Poodle đó nếu mà dịch nguyên văn thường thường, thường nghe nghĩa, nghĩa đen nó là tàn bạo gì nhưng mà trong nghĩa bóng này thứ dữ đó thứ dữ đó ông dùng cái chữ phudo negotiator and rich uh, business people nguyên văn ông tổng công của chúng ta cũng nói như thế thì cái này nó cho thấy là cái gì? Mỹ đang gần với Việt Nam hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh Mỹ chống Trung Quốc. Điểm thứ hai nữa, ông Việt Nam bây giờ đang tìm cách làm sao giảm bớt thâm thủng mậu dịch với Mỹ. Và đó là điều ông Trump muốn. Tại sao ông muốn vậy? Cũng là vì ông muốn cho nước Mỹ khá hơn. Ông bảo mấy anh, làm ăn buôn bán với anh toàn là, là bán nhiều quá hơn tụi tôi. Tụi tôi bán có anh ít có vì mấy anh phải mua hàng của tụi tôi để cho cho, người dân tôi có việc làm thì đó là cái điều ông Trump đi thẳng vấn đề là tiền bạc không lo nước Mỹ thì ông không bất luận là cái chế độ đó là cái gì mà cái điều này chẳng có gì gọi là sai đối với ông tổng thống cả ông tổng thống nào mà không lo cho dân không? thành danh lòng là Venezuela xin lỗi anh nhé Venezuela thì chỗ khác chơi bởi anh không làm lợi với chúng tôi không cái vấn ông đề Venezuela là thưa quý vị cái vấn đề đặt ra là uh, rất nhiều người trong uh, chúng ta đã dùng những cái chữ mà tổng thống Donald Trump nói về chủ nghĩa xã hội ông ám chỉ đến chuyện Venezuela nghĩ rằng ông là người không có thích chế độ cộng sản <laughs> nhưng mà thực tế cho chúng chúng ta một cái ảnh hoàn toàn khác <laughs> ông ông thích tiền <laughs> ông lại ca ngợi cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam đó về cái thành tựu kinh tế của họ rồi trong cái cái chuyện này chúng ta còn đi trở một cái vấn đề chúng tôi thấy là căn bản nhất của cộng đồng tị nạn chúng ta là cuộc chiến Việt Nam như thế nào đối với chúng ta cuộc chiến đó là một cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ tự do dân chủ nhưng mà tổng thống donald trump lại nói rằng là đó là một cuộc chiến tồi tệ và ông không ủng hộ cái cuộc chiến đó thì thưa anh Dũng thì cái quan điểm này từ trước đến giờ rất nhiều người nói rằng là những người phản chiến cuộc những cái là truyền thông khuynh tả làm hại cuộc chiến bây giờ tổng thống donald trump là người không ủng hộ cuộc chiến này thì bây giờ anh Dũng nghĩ là thì đó tôi nói với anh cái, cái, cái rồi. chuyện đó ra sao tôi nói với anh thì rồi. bây giờ cái quan trọng là cái chính nghĩa chúng ta còn ở, ở đây nữa hay không chúng ta còn là chúng ta nữa hay không thực ra chúng ta cũng chả có chính nghĩa luôn xin, xin thưa quý vị là à. như vậy tôi đã nói với quý vị chúng ta là chính nghĩa chúng ta là gì là tình và tiền nói thẳng ra như thế nhiều khi chúng ta nói chơi với nhau đầu mối chót lưỡi chơi và hài lòng lẫn nhau mà thôi đúng không tôi nói cái này ra rất là thẳng thừng có thể một số quý vị không đồng ý với tôi nhưng mà xin thưa thẳng thừng ra như vậy thế không? bởi vì chúng ta cũng ông long ngày hôm qua là tôi khen ông vì ông làm lợi cho tôi ngày hôm nay ông làm hại cho tôi im re là sao bởi vì nếu tôi nói bây giờ tôi chửi ông long nữa thì mà mai ông biết đâu ông không cho không cho tôi tiền nữa bây giờ đang có lợi tôi im chuyện nó chuyện bình thường không có gì sai trái cõi đời hết thưa quý vị khi chúng ta làm chúng ta đừng có đừng có cảm thấy rằng là mình mặc cảm là mình ồ không làm đó ấy nấy mình cứ nói thẳng nó nhau dạ tôi dở chuyện này Thấy không tôi yếu chuyện này tôi nhắc gan chuyện này bởi à, tôi vì tiền sâu so quát thì rất đơn giản trâm nói thẳng ra bây giờ quý vị có thể nghĩ tôi đâm sau lưng chiến sĩ ok nhưng mà không thành vấn đề vì tôi có cái mục tiêu lớn hơn đó là, là make america rich again à, thành thử đó ông phải khen việt nam bởi vì để cho mấy ông nhà báo việt nam mấy ông trung ương đảng bộ chính trị nay là sướng sướng ế, người ta gọi là sướng êm máy máy điều hưu sướng, sướng, lên, rên, sướng mé, rên, máy mé, mé điều hưu mé điều hưu máy điều hưu đó là khá là tự nhiên con tổng thống ông nói cho mình là nói thật quý vị, cái này thực tế người thấy là 100 năm nữa Việt Nam bỏ cả hàng tỷ tỷ đô la đi quảng cáo chứ chắc ai nói dùng cho cái chữ này. Tự nhiên theo bìa báo chí trong nước vào giống như là chúng ta được minh oan. Chúng ta được một vị đó. Nhưng mà cũng đừng có khó chịu. Nếu chúng ta nghe chúng ta cũng đừng nên khó chịu. Bởi vì đây không phải lần đầu như tôi nói. Trước đây ông Bush cũng đã từng nói rồi. Nhưng mà ở mức độ nhỏ hơn là nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Thì cái chuyện quan trọng đây gì? Ồ thì thời thế nó thay đổi có sao đâu miễn là chúng ta còn sống chúng ta còn vui mỗi ngày coi SBTN Morning rất là vui rồi <laughs> được chưa còn những cái chuyện này thực sự ra là cho nó qua thành ra đừng có khó chịu nhiều mà ông tổng thống ông nói là nhiều khi cũng vì quyền lợi nước mỹ ông nói như thế mà quý vị sẽ coi trong những ngày tới tôi được biết là cái 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 cái, cái quan hệ việt, việt mỹ nó sẽ còn lên ở nhiều cái mức cao hơn nữa mà hôm nọ đó cái bản báo cáo mà như tôi nói quý vị trong cách đây vài ngày tôi long có trình bày cho nhìn cái bản báo cáo chiến lược của mỹ ở châu á thái bình dương đó là họ đang tính là lên cái hợp tác đối tác chiến lược việt nam nhưng mà toàn diện như hiện nay mà trên thực tế đó nó đã là giống như chiến lược rồi chứ không chỉ còn có cái tên để vô nữa thôi thì cái đó chúng ta cũng từ 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 từ, từ chúng ta quen cho nên đó là hôm trước tôi nói là lần nhiều vị gọi là Ô cuộc chiến Việt Nam nó bị thua tại mấy ông dân chủ kiểm soát quốc hội rút không cho 300 triệu Tôi nhắc quý vị một lần rồi Tiền đó nó không phải là do các vị đã quyết định mà do dân Mỹ họ quyết định Và ông Trump ngày hôm nay ông nói ra một cái rất là thật lòng Tôi phải khen ông Trump chỗ này Ông không như các chính trị gà khác Các vị tổng thống khác trước đây Có lẽ là sẽ không dám nói chuyện này ra ông Trump nói thẳng suy nghĩ của ông Ông bảo cuộc chiến đó tồi tệ Đó là theo lời ông nói Tất nhiên mình không hài lòng mình là người Việt Nam mình không hài lòng chuyện đó nhưng mà phải nói là ông nói thẳng thắn cái chuyện đó chứ ông không có giấu diếm như các cái gia khác cái giấu diếm liền chẳng hạn như hôm qua Việt Nam năm 2017 khi đi dự APEC biết không thông cáo chung với ông Trần Đại Quang á 14 điểm nhân quyền nằm thứ 10 mà viết có 14 chữ thôi tôi lọc bản thông cáo chí tôi hỡi ơi luôn còn năm ngoái đi qua <laughs> đi qua cái gì thượng đỉnh Bắc Triều Mỹ Triều Tiên à chả nói câu nào cả Yeah, có một số người bảo ô đô ông đi công tác mà so quá công tác công chức không biết tôi có gặp tổng bí thư nước tôi có gặp như là ha, ha, thủ tướng tôi có gặp chủ tịch quốc hội muốn nói cũng được cái gì ai cấm mà không nói gì cả là cuộc chống thực tế nó là như thế thì mình phải thừa nhận một điều gì là mình sẽ quen là ông trump sẽ nói rất thật những gì mình muốn ông nói thật đúng không quý vị không muốn nói dối mà tính ông trump là vậy theo lịch là cái y hả À, người Mỹ ta nói theo lịch là cái gì đó, đó là như thế. Nhưng mà nếu mà theo nhìn chúng nói những gì Tổng thống Donald Trump nói rất là thật về cuộc chiến Việt Nam là một chính tồi tệ ông không bao giờ ủng hộ thì hóa ra từ xưa đến giờ chúng ta những gì chúng ta nói nó không thật hay sao không không, nói, không hẳn là như tệ. vậy những gì chúng ta nói không thật không thật hay sao rồi những cái sinh mạng bạo sáu năm binh sĩ hoa kỳ thiệt mạng hàng trăm ngàn người việt nam chúng ta bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến đó bây giờ hóa ra là cũng cũng là tồi tệ giống như là những gì tổng thống Donald Trump nói ngày trước là những cái chết trong cuộc chiến Việt Nam không khác gì cái chuyện chết vì bệnh phong tình. thì đi chơi không xài đâm chết anh chị. Thì chúng ta tha thứ cho tổng thống Donald Trump tất cả mọi chuyện đó, ngay cả cái chuyện ông về Việt Nam cầm lá cờ đỏ sao vàng chúng ta cũng biện luận rằng là ông cầm cái cờ đỏ sao vàng để gài ông Phúc cầm lá cờ Mỹ. Nhưng mà bây giờ tổng thống Donald Trump trả lời thẳng thừng trước mặt chúng ta, cuộc chiến đó tồi tệ và ông khen ngợi chế độ cộng sản việt nam thì thưa quý vị có lẽ từ từ đây trở về sau những cái quan điểm của chúng ta về cái chuyện là chống phản chiến việt nam chúng ta chống bởi vì đó là truyền thông khuynh tả nhưng bây giờ chính vị tổng thống của chúng ta người đại diện cho phái hữu nói trả lời câu này và theo cái quan điểm ông dũng diện, diễn tả cho chúng ta là ông trả lời rất là thật vì nếu như vậy tổng thống đại diện cho sự thật thì chúng ta phải suy nghĩ lại tất cả những gì suy nghĩ của chúng ta từ trước đến giờ hoặc là chúng ta phải bỏ cái canh canh thước tính của mình dạ tôi tôi thì quan điểm tôi hơi khác chuyện này ông nói cái điều đó không biết có phải sự thật không ông nói thật thôi tôi ý tôi nói là ông nói ông nói thật những ông nói ông nghĩ lòng ông nói thật ông nghĩ gì ông nghĩ dạ còn cái đó sự thật nó phải đó không để cho các sự gia người ta tính toán nhưng mà ông nói ông không giấu giếm cái chuyện đó đó là cái điểm đặc biệt hay lòng Vâng, thì thưa quý vị, Tổng thống không giấu giếm thì chúng ta cũng phải có một cái hành động như thế nào trong thời gian sắp tới để chúng ta còn xác định được cái vị trí căn cước tính của mình trong cái cuộc chiến Việt Nam và sự có mặt của chúng ta ở tại đất nước Hoa Kỳ. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. xem FPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải FPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.